cho tình mình, lời yêu thương chứa chan, người cho em bao sâu yêu chiều mến. Phút giây này ngày ngày em hát cho mọi người, là cho riêng anh đấy thôi, mình mãi bên nhau trọn năm vừa qua thì với cả hai bạn đều có những thành tích riêng dành cho mình và thật sự là đáng để các đồng nghiệp nè, các bạn trẻ cùng cái thế hệ với các bạn phải khâm phục. Như Giang với việc mà một cái tổ chức về cuộc thi Miss Beauty qua Việt Nam để mà trao giải cho bạn cái danh hiệu là hoa hậu đẹp nhất châu Á, rồi ngay cả với Thảo Trang coi nhớ là chúng ta gặp nhau những ngày cuối năm để nói về những cái kế hoạch cho một năm mới, đúng không ạ? Rồi ấn tượng khi bạn hát cái bài Happy New Year khi chúng ta cùng đi trên đường phố, thì chẳng biết không, sau đó rất là nhiều những cái comment, những cái khán giả nói là sao mà anh em với nhau quay ngoài dễ thương quá. Lạ là, đó. Lạ. Cái đó là nói về cái giải thưởng của bạn cho danh hiệu là nữ ca sĩ trẻ triển vọng cho Làn Sóng Xanh, đúng không ạ? Thì một năm nhìn qua những cái thành tích mà mình đạt được như vậy, rồi năm nay như năm tuổi, thì Trang có thấy là quan điểm như thế nào, hay là có kiên trì cái gì không ạ? Năm 2010 vừa qua thì là một cái năm mà nó thành công hơn cả cái sự mong đợi của Trang. Nó xuất hiện nhiều cái dự án mà cũng nhận được rất là nhiều phản hồi tốt từ khán giả, như là từ bộ phim Để Máy Tính thì Trang hình thành nên sự kết hợp hợp tác với công ty Early Risers, với anh Dương Khắc Linh, thì sau đó là cho ra mắt cái album The New Me, thì sau đó là có nhận được những cái giải thưởng nhỏ nhỏ rồi, rồi nhận được những cái phản hồi tốt của quý vị khán giả. Còn năm nay thì là năm tuổi, thì có nhiều người nói là nếu tốt á, thì nó sẽ tốt luôn, còn mà xui thì nó xui tận mạng. Đâm ra Trang nghĩ là, thì Trang cũng có mê tín nhưng mà cũng không có hẳn là mê tín 100%. Nhưng mà có suy nghĩ là nếu mình mà cái tuổi như Trang trẻ vậy á, thì chắc nếu có xui á chắc không sao. Xui bây giờ đi, đừng có để sau này xui. Thì năm nay thì mình cũng cầu trời cầu Phật thôi, thì là cho mình may mắn, và nếu có xui thì xui ít thôi. Để mình vượt qua được. Còn cái những cái hoạt động trong công việc thì mong là sẽ suôn sẻ với các bạn. Để mà liên hệ đến cái tính cách của mình, cả cái cách của mình xử lý trong công việc, trong các hoạt động của mình nữa, có cái gì giống như cái tầm cầm tinh của cái tuổi mà của mình không ạ? Trang thì thấy nó cũng không hẳn 100%, nhưng mà cũng có dính líu đến con mèo chút xíu. Thì Trang tự thấy bản thân mình là nhanh nhẹn có nè, và cũng không phải là nó có hai loại mèo ha. Một loại mèo là thường hay đi hoang, hoạt động ở phía ngoài, đi ra ngoài giao lưu ở phía ngoài xã hội. Còn một loại mèo thì ở trong nhà và được cưng chiều, được nuôi nấng. Thì Trang nghĩ rằng là cái loại mèo đầu tiên đó, Trang rất là hay đi, chân đi, và cái kiểu như là đương đầu được với những cái sóng gió ở phía ngoài để tự bảo vệ bản thân mình. Mình chấp nhận thử thách. Dạ, chấp nhận thử thách. Nhưng mà như vậy thì càng khiến con mèo đó nó cứng rắn hơn, nó cứng cáp hơn, khó có thể dụ được con mèo đó. Mèo cá tính. Mèo cá tính. Mèo cá tính, đúng như cái tính cách âm nhạc của Trang, đúng không ạ? Thế thì với Hương Giang. Giang chắc là mèo nữ tính. Mèo cưng chiều. Tại vì cái tính của Giang khá là mềm dẻo, và khi mà Giang nói chuyện hay Giang làm việc với người khác thì Giang thường nhường họ nhiều hơn. Cho nên Giang nghĩ là mình thuộc dạng mèo nữ tính chứ không phải mèo cá tính. và những quyết định nào để một cô gái như bạn quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp? Tại vì lúc đó Giang nghĩ là đơn giản. Giang nghĩ giống như là các bạn ở các tỉnh miền Tây mà họ lên Sài Gòn học, cũng không có họ hàng, không có người thân gì ở đây, giống như các bạn ở Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó ra ngoài Hà Nội học. Thì Giang cũng nghĩ là
thôi mình cứ vào Sài Gòn đi, mọi người sống được thì mình cũng sống được. Cho nên nghĩ rất là đơn giản. Cộng thêm một cái nữa là ngay từ nhỏ là Giang đã rất thích di chuyển. Giang tính ra số trường mà Giang đã chuyển là phải đến mười mấy trường. Từ lớp 1 cho tới đại học, kể cả đại học cũng chuyển trường đại học luôn. Cho nên Giang rất thích di chuyển và thích những cái mới, thích đi tìm kiếm cái mới. Như Thảo Trang cũng vào Sài Gòn lập nghiệp những cái năm về trước. Thì cái việc mình thích nghi với một cái nơi, một cái hoàn cảnh sống mới như vậy thì như thế nào? Cảm ơn câu hỏi của anh. Tại vì bây giờ mới có cơ hội nói về cái khoảng thời gian đó. Trang nhớ là khi lần đầu tiên Đăng đặt chân đến đất Sài Gòn là vì một cái hoàn cảnh đưa đẩy thôi, chứ Trang không phải là người quyết định để đi vào Nam. Trang theo gia đình. Thì đợt đó vào là Trang phải nghỉ học, Trang không được đi học là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cho nên không có tiền để đi học tiếp, thì phải đi làm để kiếm tiền. Đợt đó Trang đi làm thợ may một năm. Bà biết may đồ nữa? May công nghiệp thôi, không có khiếu đó đâu. May để kiếm sống thôi. Thì sau một năm thì Trang mới về Bình Dương ở với mẹ. Được 2 năm thì lúc đó Trang mới bắt đầu đi học lại. Rồi sau đó Trang mới quay lại Sài Gòn để đi học. Thì ấn tượng của Trang đối với Sài Gòn những năm đó là như một cái giấc mơ mà trước hồi nhỏ mà mình hay mơ để mình sẽ đến một cái nơi mà đất cổ tích. Hồi đó mình thích đi những cái thành phố lớn, Sài Gòn này, nó nghe là nó xa hoa mà nghe nó thích thú, với con nít thì người ta rất là thích. Thì Trang khi đặt chân đến thì Trang nhớ những cái kỷ niệm nó rất là con nít mà cũng rất là mắc cười, mà bây giờ nhớ lại là mình lúc nào cũng thấy thương cái tâm khí lúc đó của mình. Trang nhớ là có một lần Trang ngồi xe buýt với mẹ. Thì khi mà nhìn ra ngoài đường á, thì thấy những cái tòa nhà cao á, hồi nhỏ thì ở ngoài quê không mà đâu có thấy đâu. Xong rồi cứ nhìn ra cửa sổ xong thấy nhà tao cứ nắm tay mẹ. Mẹ ơi, tòa nhà cao quá, to quá. Rất là dễ thương. Mình mới thấy mà. Nhà mơ thấy xong rồi thấy rồi rất là thích. Bây giờ thì quen hết rồi và thấy bình thường rồi, nhưng mà hồi xưa mới đặt chân đến thì rất là thích Sài Gòn. Rồi lúc nào cũng đi quanh, nhưng mà hồi xưa nó cũng không có đông như bây giờ. Bây giờ không biết người ở đâu đổ đến mà hả, kẹt xe hoài, rồi mình không còn mất đi những cái nét đẹp của Sài Gòn rồi. Còn hồi xưa thì đường còn vắng thì mình còn chạy xe rồi xung quanh Sài Gòn rồi mình ngắm, rồi người cũng ít mà mất khác như bây giờ. Mình dễ nhận diện nhau hơn. Rồi mình nhìn gương mặt nào đó cũng có thời gian nhiều hơn để nhìn. Mà Trang thì cũng thích nghi nhanh với môi trường ở đây. Đâm ra là Trang cũng nhập học thì rồi cũng kết bạn rồi. Cũng đi đây đi đó và biết được hết những cái con đường của Sài Gòn. Còn với Hương Giang, việc mà mình thích nghi với một hoàn cảnh sống mới đối với bạn như thế nào? Vì được bạn chia sẻ là bạn rất thích di chuyển, và thực ra là di chuyển rất nhiều nữa. Nổi cái mùa Tết vừa qua không, bạn kể mà đã đi nhiều nước đúng không ạ? Thì cái việc để thích nghi một cái hoàn cảnh mới, một cái hoàn cảnh sống mà mình chọn đến thì có thể chia sẻ không ạ? Giang luôn nghĩ rằng mỗi một cái mảnh đất nó sẽ có một cái văn hóa riêng. Cái văn hóa của Sài Gòn nó sẽ khác với văn hóa Bình Dương, khác hẳn với văn hóa Hà Nội. Và Giang là người rất thích phải khám phá về văn hóa, kể cả lúc đi chọn đi du lịch cũng thế. Giang cũng rất thích đi những vùng đất nào mà nó có cái nền văn hóa lạ và để phong phú để cho mình có thể khám phá được. Cho nên Giang rất thích cái cảm giác được đi tới một vùng đất mới để được trải nghiệm và để được khám phá cái vùng đất đó. Mà thường như vậy thì đi một mình hay là rủ bạn bè cùng theo? Dĩ nhiên là phải rủ bạn bè. Tại vì đi một mình thì mình thấy nó hay quá, mình thấy nó đẹp quá nhưng không biết chia sẻ với ai. Với cả đi du lịch thì phải đi với bạn bè mới cảm thấy vui được. Còn đi một mình thì thấy cô đơn chứ không có thấy vui. Thì cái quan trọng nhất là cái khoảnh khắc mà mình chia sẻ đúng không ạ? Cuộc sống bao giờ cũng vậy hết. Năm vừa qua với Hương Giang, Quang nghĩ là có những cái khoảnh khắc rất là đáng nhớ. Như lúc mà